Hòa Ái xin kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư ngày 30 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, trước hết là tin liên quan Việt Nam, có 3 người Hờ Mông hôm nay bị Tòa án huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn kết án từ 15 tháng đến 2 năm tù vì đã theo đạo bỏ ma do ông Dương Văn Mình khởi xướng và từ bỏ những hủ tục ma chay cưới hỏi ở miền Thượng Du. Luật sư Trần Thu Nam bào chữa cho 3 người nói với Đài Á Châu Tự Do. Từ 3 người là Thành 24 tháng tù giam, Sự là 18 tháng tù giam và Sinh là 15 tháng tù giam. Tội danh là theo điều 258 Bộ luật hình sự là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức và công dân. Một người Hơ Mông tại Bắc Cạn cho biết luật sư xem trong bản án ba người này không có tội gì và ba người này không nhận tội với phía công an. Ông thuật lại hành động của người Hơ Mông trong ngày xử ba đồng hương của họ. Từ sáng nay thì họ chặn hết tất cả các ngã đường và hôm qua thì họ đến tận nhà lục soát hết tất cả mọi nhà. Thì bà con chúng tôi phải bước bộ đi hàng 4 tiếng đồng hồ để về tham dự phiên tòa. Bà con đến đây thì có khoảng hơn 150 người. Chúng tôi có mang những cái khẩu hiệu là trả tự do cho Hoàng Văn Sự và trả tự do cho Hoàng Văn Sinh. À, phản đối chính quyền là đàn áp người dân tộc Hơ Mông. Họ giật hết, không cho bà con chúng tôi mang đi vào đấy và họ giật và xé đi hết. Bà con chúng tôi được luật sư cho biết cho nên bà con chúng tôi cũng đến nhưng mà họ cũng không cho vào tham dự. Quay sang tin quốc tế, tổ chức nghị hội Uyghur toàn cầu cho biết có gần 100 người chết và bị thương trong vụ xung đột xảy ra hôm thứ Hai tuần này ở Tân Cương giữa người Uyghur theo Hồi giáo và viên chức chính quyền địa phương. Trong email gửi cho báo chí, phát ngôn viên Dishat Rashid của tổ chức nói rằng xung đột xảy ra vì chính sách đối xử không công bằng với các sắc tộc thiểu số mà chính phủ Bắc Kinh tiếp tục thực hiện, đẩy người Uyghur tới chỗ phải vùng lên để đòi quyền sống. Ông Rashid còn nói có 67 người Uyghur bị công an bắt giữ, tình nghi họ có liên quan đến vụ này. Trong khi đó, giới truyền thông Hoa Lục lại gọi đây là một hành động của quân khủng bố, cầm dao và búa rìu xông vào một đồn công an và trụ sở hành chánh quận Yarkand để giết người. Tân Hoa Xã loan tin quân khủng bố Hồi giáo quá khích đã lợi dụng tôn giáo để dụ dỗ thanh niên Uyghur làm việc cho chúng, đi ngược lại những điều được giảng dạy trong kinh Koran. Cũng theo Tân Hoa Xã, 20 tên khủng bố đã bị bắn hạ tại chỗ, phía công an có 13 người thiệt mạng. Trong cuộc họp báo tổ chức chiều hôm qua ở Lầu Năm Góc, Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương nói rằng cả thế giới đều rùng mình mỗi khi nghe tin Bắc Hàn phóng thử phi đạn. Theo lời đô đốc Samuel Locklear, công nghệ quốc phòng của Bắc Hàn ngày một cao hơn trước, kể cả công nghệ hạt nhân. Vì đó, theo ông, trách nhiệm của thế giới là phải hợp tác để ngăn cản các hoạt động mà Bình Nhưỡng vẫn thực hiện, bất chấp quy định được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra. Đầu tuần này, Phó Nguyên soái Hwang Yong-so của quân đội Bắc Hàn đe dọa sẽ bắn phi đạn hạt nhân vào Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, gọi đó là hai địa điểm đầu não đang thực thi chính sách muốn lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng, tạo căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Trước đây, Bắc Hàn đã từng đưa ra những lời đe dọa tương tự, nhưng hầu hết các chuyên gia võ khí quốc tế cho rằng phải mất một thời gian lâu nữa, Bình Nhưỡng mới có thể chế tạo được loại phi đạn đạn đạo tầm xa, chở theo đầu đạn hạt nhân. Cả hai Bộ trưởng Y tế và Thông tin Miến Điện đều nộp đơn xin từ chức. Tờ Ánh sáng Miến Điện viết rằng Tổng thống Thein Sein đã chấp thuận đơn từ chức của các ông Yu Chi và Bithekin. Báo không cho biết tại sao hai nhân vật từng được xem là thân cận với người lãnh đạo quốc gia lại xin nghỉ việc. Cả hai ông Yu Chi và Bithekin đều từ chối tiếp xúc với báo chí. Nhưng khi trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Reuters, phát ngôn viên Ya Hot của chính phủ Miến lại đưa ra dấu hiệu cho thấy hai ông này bị sa thải khi nói rằng cũng như huấn luyện viên trưởng của một đội thể thao, Tổng thống Thein Sein có toàn quyền quyết định về nhân sự và chiến lược để làm việc cho hữu hiệu hơn. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái xin kính chào, tạm biệt.